chốt, không có gì cả, chỉ có cảm giác được một cỗ khí tức đang sợ bao phủ. Sau đó cái trung đồng này xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102 chương 12 thiếu nữ không có lương tâm. Tô Mộ biết tình hình, đi vào trong phòng khách, cha Bạch là người đầu tiên nhìn thấy cô. Ông đang ngồi dựa vai sofa nhưng lập tức đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc. Kìa, đây vui mừng. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên. Chúc mừng con trai của ta đã vào đại học Đế Đô. Cha Bạch vỗ tay. Nháy mắt, đứng hành tinh đêm nay.
đang đọc chiến ma này bảo giọng cứ tê lên. Ủa bánh tiền thế nhỉ? Không sao đâu. 15.000 nhỉ? À, hôm qua bảo là thấy hôm qua tôi trả cho nha. Tôi trả cho bạn nha. Là hết rồi nha. Trả hết rồi cũng không phải là tôi. Được anh bị lắm định tình nào. Nếu mà không ở trong phòng thấy phát phí thấy được nhá. Chính là tôi trong đó thấy. Ừ, tôi ở trong đó làm với ai chứ mắt để tiếp nhận thông tin. Ý nhiên là chỉ tâm nói thì bạn sai càng lên. Đa phần người ta nhắm mắt lại thì mọi thứ trước mắt thì cũng mở đẹp kịp. Nhưng lúc này đưa trên lại để cho phá một cái gì đó. Hoan nghênh đến với trò chơi F1 chương 4 Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố X. Lại có thêm một nạn nhân. Ô quả cam bốn kia là gì? Lại đi. Để quay sang sân sân. Khóa cửa cẩn thận là sao anh? Thì mèo 21 à? Nhà họ có ma chương 4, nhà họ lên có ma. Ngày học đầu tiên kết thúc lúc 9 giờ anh. Cả anh thu xếp sách vở lại. Em học rất tốt, nắm vững. Bài vở nắm rất vững. Những bài tập này em nếu làm đến buổi học hôm sau con sẽ kiểm tra lại nhé. Cả anh cắt tiếng nói như thế. Nhưng lại có độ dạng lớp, rất khỏe. Trầm ổn. Xếp tập lại, nói với hai anh là em sẽ làm đến một. Nhòi như tôm đến này rồi. Hello, xin chào anh. Đây bao nhiêu một của anh? Gói này 5.000 chứ mấy? Mua cũng hơn 3.000 mà sao bây giờ nó lên ghê vậy? 3.000 á? Mua ở đâu qua? Đỏ hảo 3.000. Thầy muốn lên lâu rồi mình không biết. Công công mi 3.000 bây giờ lên 5.000 rồi. Công công mi bây giờ đắt 3.500 hổ. 5.000 à? Lạ quá thì 4.500 hay luôn. Căng cái gì? Chắc mua lẻ nó bán đắt thôi. Nếu phải mua lẻ cái trước 10.000 bao gói mà. Ừ, với cả trước còn mua thùng thôi, thùng là 100.000 thôi. Quý em Tuấn bao tiền nhỉ? Thùng mấy nghìn nhỉ? 35.000 còn 35.000 anh. 3.500 anh nhá. À, Banh à? Ok. Banh em để mai cả. Thôi để ăn sáng đi. Banh xong lại Banh lại anh. Mai ăn sáng là còn... Em đưa anh Banh tao đi. Còn 20.000. Cái tiền nhất đây là gửi cho bạn đúng không? Em Tuấn. Gửi tôi. Trong chiều làm cốc cà phê nữa, 25.000 nữa. Quá hợp lý. Đưa thêm anh thế có 5.000 nữa thôi. Là vừa được uống ăn sáng, vừa được uống cà phê. Nhưng mà uống cốc cà phê tiêu chảy lên thì quá định luôn. Anh cũng bị thế. Thầy Phan Cố. Đấy là cách giống như vừa rồi với em có bước của nó ấy. Một cái này trước khi bảo là em mang cái gì rồi trên cái đánh rồi mà chạy tới thành Phan Cố khi nào giao dịch ở thành Phan Cố thì trong thành Phan Cố cũng là một con người đấy để từ chiều đến giờ bao giờ này lúc bạn mới con cua bán để ngon quá ngon thì lúc bạn mới con cua bán chả cần phải đi đâu xa cứ một tiếng nó mở một phát bắn luôn. Lúc đó anh bán gói bao nhiêu? Gói 10, gói 5. 10 chẳng được xuống 5. Cứ từ to xuống bé anh ạ. 20 cũng được. Bắn lại cứ 20 đổ xuống. Mấy con mà tầm bắn được 4, 5 phát kiểu gì tối cũng được. Đó.
chiều em lúc chiều em bắn thì bây giờ đến bây giờ bắn được 2 phát nữa. Lúc chiều em bắn được 4 phát, bây giờ bắn thêm được 2 phát nữa. Bây giờ nếu biết là tại mèo hay là tại thẻ 21 nữa. Mà bây giờ đi ăn lại này thì căng thế này nhỉ. Nhắc biết là mèo hay thẻ 21. Có khi đóng cửa và điều hòa đi, nóng quá. Anh Thắng đẩy hộ em cửa này ra cái anh Thắng. Em cảm ơn nhé. Mát chưa anh? Mát chưa? Chưa mát. Em thì chưa mát. Nóng mà. Không phải đi con mẹ. Sấy mấy sấy. Cho bạn này khô đến mấy, à ướt đến mấy cũng khô. Em không dám tháo chân mà ngăn bạn như thế này. Cơ thể nóng bỏng, đè lên xuống lưng nào. Nhấc nhẹ mông nào. Lợi dụng thơ mà chen vào, không cho kháng cự. Chỉ làm hít một hơi sâu, bàn tay cúng quýt ngắm lên cạnh bàn. Bây giờ được xích, xích vũ trang. Hết sức nhận những cơn sóng quái cảm liên tiếp. Ê, mẹ, nhất thiết kỷ sao ấy. Bình thường anh cứ tự hào có thằng em trưởng thành. Sau mấy hành động anh đi nghĩ lại, em biết nói câu gì. Sao lúc em tải không nó vào. Thôi vai linh luôn là cắt môi. Em ạ. Ngài. Anh làm gì đây? Hả? Vì một cái công nước của anh em bay cái tích nghe. Nó trong đấy là đi, là bọc nó video được nó đổi ngoài. Bay một bên rồi. Rồi. Xem qua nhưng mà em không nhìn, không biết đấy là một cái cầu. Tất cả kia. Xem một cười rất là nhẹ nhàng. Mọi người ơi. Chọn tất cả, xóa cả video của cho mọi người biết gì bạn. Mẹ anh luôn à. Đừng. Này, cố lên một ca rưỡi cho bạn. Thế rồi, lần sau cuối này có đang ngủ với gì rồi. Khó. Có cái nào dễ hơn không anh?
Nhưng mà hôm nay em làm hai tên đều error cả hai có gì? Mới ngoài error. Đến tầm chiều nay anh mới thấy là một số con nó gặp vấn đề là nó hạ đến 5 đô thì nó mới bắt đầu cho bắn. Em hạ đến 2 đô không cho bắn nhưng mà sang áp sang đô ma thì lại bắn được. Anh không biết từ sáng anh chưa gặp. Số phận. À nó tiền cho người cho ấy đi, cho bán đi. Thì sao thế em ơi, thì sao thế em. Chuyện em nhé, đằng sau cái chỗ mà em đi là nốt ra lại. Anh với đồng chia nhau ra mỗi người một vài quan hệ này, áp lại hết mỗi người đi. Nên là mấy ông 25 thì họ 24 luôn. Còn 400 mấy con ấy, áp lại hết đi. Nếu như một câu nói có thể khiến em vui. Nếu như làm như thế thì anh có vui không? Nhưng mà bị điên đấy, bị điên đấy. Em được, xa nhà em đi thương. Giây phút em gặp anh là giây phút em suy tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tình. Giây phút em anh là giây phút em suy tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Hai ngày có gì đâu mà thằng tắt. Không mày giả vờ anh thúc nhầm. Căn cơ hắn. Xem bao nhiêu người mỗi người ba thì làm lại một lượt để xem
hơn. Tôi bị điên đấy, bị điên. Rằng là anh dễ thương, giây phút anh gặp em là giây phút em suy tình. Suy tình thì trong thông tin, trong thông tin thì trong thông tin. Này, anh đưa anh. Lúc bạn này. Ê, chừng này. Lúc lại này, lúc lại này. Kệ, không tâm. Bảo mình. Cái anh. Mà lúc lại mà bắn được đúng con xịn nhất thế này thì không, không còn gì để bắn khác hết. Đây còn chỉ cho bắn 10 nữa. Cấp. Nhau xịn không phải khác. Lên. Nếu mà sợ, liền quá dễ đối với em tuấn.
Trời ơi. Vút của chó. Ăn lại này thì kiểm tra kỹ là nó có thể là do không có 21 là do meo nhá. Chết đi à. Đấy, trời ơi. Mình vẫn là kinh nghiệm trải nghiệm đấy nha. Bạn phải to thế. Bạn vẫn như vậy. Ai cũng phải bắn thế rồi. Sướng rồi. Mấy con bắn được gom tầm 4 phát hô kiểu gì cũng mở lại luôn. Em bắn con nào bắn được tầm 4 phát trước đều bắn mở lại hết. Kiểu như một thơ thì chẳng biết chưa căng nhưng mà có tỷ lệ mở lại ra. Bắn từ 1 phát 10 nhưng mà ăn được. Không là được rồi. Đó, con kia bắn được lại 4 phát 10 được 4 xịt. Với một con kia bắn được không? Ôi, thấy chưa? Kinh nghiệm trải nghiệm ấy. Nào. Xin nhở, mình ít ạc quá. Nhiều ạc mình lúc bạn bắn thì ngon. Lúc lại bắn ạc. Khả năng anh em lúc lại bắn ngon hơn là đi ạc. Cứ là ạc lại được, em tính nữa anh em lúc lại bắn. Tôi đang lúc lại bắn thì lúc lại bắn luôn đấy nhé. Bắn lại tỷ lệ cao. Lúc lại như con kèo hôm qua hôm nay. Hôm qua hôm nay bắn được hết rồi. Hôm qua tôi chưa tưởng tới lúc hôm nay. Có một con lúc chiều em bắn được 4 phát, xong vừa nãy em bắn thêm được 2 phát nữa, 2 phát 10 nữa. Có 3 con này sáng em lốc bắn sáng cũng được, bây giờ lốc lại bắn được tiếp. Căn bản cái mèo này nó xịn, nên là để lâu không bị lỗi. À, luôn. 3 con được 3 thôi. Bắt đầu vào em bắn bao nhiêu? Cứ 20 mà dài. Cứ giảm dần. Nếu tự tin thì bắn luôn 50 cũng được. À, mẹ tí lại phải cậu nhớ nhớ. Này, nốt tiền nốt số luôn theo sau này. Quên. Mình biết là mình sẽ làm lại rồi, nốt luôn sau đây. Sau trừ mà nốt thôi. Không phải đếm. Mình đã xét rồi. Mình đã xét được 2 phát 20 rồi. Mấy con kia nó còn làm nhẹ. Mình còn 10 phát thôi là được rồi. Không phải làm nhiều. Em bằng sau hay video đi? Video này.
Chưa anh ạ, tầng 10 thôi. Tầng 10 thôi. Bắn được 10 đâu, bắn lại bắn toàn được 10 này. Không, không, không được có cao. Nghe em giá thế. Mai anh em lúc cứ sáng lúc một phát, trong trưa một phát, trong chiều bắn một phát nữa. Quanh quanh bắn thế còn được nhiều hơn. À, dạ. Không có bắn đâu. Cứ 30 giây thôi. Mình bắn theo cảm nhận chứ mỗi người cách ngâm. Đấy, bây giờ check xong đốt lại solo thế là mai bắn thì sang máy luôn. Mai đi set lại mà. Thì có vẻ ngọ bắn lên dưới set lại 1, 2, 4. Cái gì mà reset lại hết 1 tháng mình reset một lần. 20, 25. Thế bây giờ có vẻ đây. Cái gì tổng trái lắm. Hôm qua được 5, hôm nay được 20. Mày gấp 4 lần hôm qua. Ảo thật đấy. Mấy con kiểu được 20-40 này tỷ lệ thắng được cao hơn mấy con bắt được nhiều. Bây giờ là gì đó. Nhiều không được, không điền luôn gì. Có một phần được phục vụ về ship này. Vâng. Ok em. Lên. Tại sao bị ao ra những kẻ đấy. Bắn loại phát, phát đầu toàn error nhá. Không giảm xuống rồi. Đi.
chứ bắn nó phải bắn lại nó phải ra euro cơ. Thì giảm thì sẽ là được cao. Đâu chắc xét thì căng. Đúng rồi. Ui giời ơi. Giảm xuống đến hai đôi chắc vắn tạo thật. Bảnh cũng không bạn ơi. Bảnh lấy đá bảnh chơi. Đem được ha. Nhiều con mình áp nhưng không được, nó bắn được con này. Anh ngon gốc lại hay các bạn? Em gốc, bắn mà. Em khả năng ghi gốc bạn rồi ý hơn. Còn áp lại để mai sáng em đi áp lại đi. Cô anh không đổi thẻ. Hả? Cô đổi thẻ. Cô mèo anh khác mấy thẻ. Thẻ? Đổi hết chứ. Trong con mèo được bao nhiêu rồi, không biết đổi hết mấy nhiêu. Dạ.
tin nhỉ? Còn cái nào không? Cho anh cái này. Trừ luôn thẳng 85 được con gì? Em ba phải thế. Đúng thì phải chứ. 2, 3 mấy thì 3, 5, 3. Một phát là 25 xuống. Xuống. Chục phát là 25. Thank you.
đèn đi, trả lại tâm trí em đây. Meo 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 meo. Trả lại tâm trí em đây. Meo meo con meo. Trong khu vườn nhà rất. Thế là làm nhẹ 2 lít rồi. Không có việc gì khó, chỉ sợ anh không hát lại. Nhưng mà chỉ nhớ phải đúng nghe anh cười hát nhé. À được hát nhé. Ui. Nhưng mà đúng là đúng mèo kia. Nhưng mà phân có thể có thể. Nếu anh hát, đúng chứ là đánh hát bên Zolok rồi. Hôm đầu tiên anh hát bên Zolok. Thế nào không? Thế nào? Thế nào? Yêu ơi hãy cho em nghe, cho em tham. Cùng nhau nhát sườn sương. Hai mươi này. 800 rồi. 50 này. 20 đúng không? 20 này. 30 này. 80 rồi. Tích nhỏ nè. Ao ra ngoài này cay thật đấy. Đó. Cái này 30 này. Ao ra ngoài cũng được, cũng được. Thì không mặn. 40 này. 35 này. Bắn nhiều thế của đồng này. Nồi tem luôn. Đỉnh. À. Chú lá hai cao xa đi. Và chú lá hai cao xa đi. Anh hôn mô cây. Được tù sức mơ của thầy. Ô. Hàm có nhảy hay sao ơi? Hay máy mình lắc nhỉ? Ô đéo nhảy này. Không nhảy này. Nó đang lag thôi. Gốc này thôi. Nó lag hết rồi đâu. Máy vẫn không lag vẫn mất. Ủa tôi xem nào. Đây, nó số 1, số 7 đi. Thế thì đéo nhảy hàm rồi. Xong rồi, cái bảng cái răng rửa đấy xong nó cũng nhảy thôi. Đây. Nhảy thôi. Như ở bên đây, ô lên rồi. Đây, nhảy. Ở đây nhảy thôi. Sao nói mình tiếp nó không nhảy nhỉ? Chỉ thế. Nó 1 trong 7. Và anh đang 1 năm mấy rồi. Ờ, đúng rồi, lúc đầu là 111. Mà mình pay được hơn 200 đô nữa. Thì... Giống hết nó nhảy.
thích sai này, chết mèo thích lại đi. Những gì quanh quanh bỏ tích nhầm hết mấy con đấy rồi. Tao này là chưa sửa nhá, con này sửa đây này. Ở kia là tổng rồi đúng không? Anh check sang đây xem đúng tổng không? Check lại, check lại, check lại. Ủa, thế là cùng. Không bắn được, không phải không bắn được. Đã từng khóc xương qua đêm, mặt nở một môi đã lấp đâm. Chiều mình cứ tiết vào phát là mình bay được luôn, vào phát là bay luôn, nhưng mà sẽ không bay nữa. Vâng. Chúng mình đừng phát tại 15 video mới luôn, vâng từ một tí, giới hạn nó là 15. Vào phát bay luôn, mấy cuốn tiếp theo. Tại 15 video một lần. Giới hạn mắc là được 15, tại vì thì chiều nhớ chia ra, chia 2.5 mi ra 7 mi thì nó được tầm hơn 20 video tí. Ôi ôi ôi, sọc liền hơn thiếu rồi. Trời ơi, người ta còn cho khai quá. Mới để đi 2 cam long lanh ấy. Gì dấu hiện giờ tại anh ra đâu rất liệt theo quá.
Nhưng hôm nay sau khi tháo hết ra, cô lại đặt từng cái linh kiện xuống mặt đất rồi tính thước đo. Cửu Thiên Tuế nhìn mãi cũng không biết cô muốn làm gì. Ký chủ, nếu cô nhàn quá, bổn hệ thống kiến nghị cô nên suy nghĩ bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Đây là bước đầu tiên để làm nhiệm vụ. Tô Mộc vừa trả lời vừa lấy bút ghi lại kích cỡ. Vậy sau đó ký chủ muốn làm gì? Cửu Thiên Tuế tò mò. Đây bước vào đầu tiên. Vì sao? Nó nhìn không hiểu.
chia tao bắn đi, lướt rồi người ta bắt vào video cả đi và bắn mình. Mất công lướt một tí nó ra. Ủa con này ngâm lâu quá. Lên. Lên đi. Lên. Lên mị. Lên mị nương. Có không giữ mất đường tìm đường anh chỉ có một lần yêu. Tại sao không yêu anh, tại sao lại rời xa. Cô ấy có lẽ chẳng đã yêu anh này mình như thế. Vì anh cứ quay lưng đi, không được nhìn em nữa. Chuyện gì cũng đã hết rồi này. Em hãy cứ đi đi. Không được nhìn em nhìn đôi mắt này. Cho đôi ta thêm hoài nghi. Cứ thêm một lời chơi đi. Để xem hai đứa thứ hai. Cứ suy nghĩ ngày dài năm dài. Tháng còn dài. Ai sẽ nhớ trước tôi nghi. Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mai mất mà thôi. Chứ anh chúng ta sẽ lại mất yêu cơ chứ thôi. Như chán dây chắc nhiều mà chẳng có những cái đâu mà ơi. Ây 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 ây. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua rồi em ơi. Đừng nhận được rồi một lần. Cô đi kêu là chỉ vì anh đã xa em rồi. Cô không giữ mất đường tình. Nghe đến đây tôi bạch sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cậu nhìn vào vòng tay trên cổ tay mình rồi nói, vừa rồi tôi muốn tập tích của tôi là bởi vì tôi luôn có một đống nước nóng phun ra. Nhìn đây rồi, lại văn được rồi em ơi. Tôi ngọc sợ chú anh may mà không có cùng được gì đấy. Cô đi theo lần chi thì anh đã sai rồi. Cô không giữ được tin. Biến cố xảy ra đột nhiên như vậy, Diệp Phàm chỉ kịp trở mắt nhìn hai mắt của nàng mất đi ánh sáng, gương mặt điềm đạm đáng yêu, Mỹ Lệ mang theo nước mắt vô cùng đủ cười cảm xúc, kịp trở lại ở đó, khiến người ta cảm giác có chút trong lòng. Muốn hiểu biết khoa học kỹ thuật, còn cần dùng internet lên mỗi một căn phòng đều trang bị dụng cụ internet lên mày lên ra lên mạng tuyến nói huynh đệ đã lâu không gặp. Ovia ở trong phòng mình ngắm đi ngắm lại chiếc váy màu xanh chấm bi trắng trên người những lượng mái. Cô vẫn không có nhiều quần áo để lựa chọn nên cô chỉ mong mình có thể chọn được một bộ thích hợp nhất cho ngày hôm nay. Cô đã tìm qua một loại tóc và thứ nhất là chiếc váy màu xanh ngọc kết hợp với áo sơ mi trắng tay ngắn. Dưới chân bọn hắn mặt đất nước ta lộ ra từng mảnh. Lần phiến lúc này bọn hắn mới hết hồn, bọn hắn đứng trong mảnh lần phiến này dường như chỉ là một bước kiếm. Đây đây, nữ tử mang trường bảo kiếm nhặt, ta bắt nó.
sự mất tủ tìm la 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 anh. Cô là gì? Cô là gì? Em biết vì điện gì vậy? À, quay đi. Đây nha. Làm trò gì? Nghe em gì ăn luôn, cái thật gì? Mấy một tấn bật bằng cái gì đây? Tôi nhấn mạc bút của mình, tôi chỉ một trăm hôm qua rồi. Mình chỉ một trăm hôm qua. Bấm nút hôn thử xem anh. À đây rồi. Mày chỉ là chặt đường quả. Hay là mua máy đấy của em dùng. Tìm với 100% mà. 100% rồi à? Pin dùng 3 năm vẫn 100% thì à, không được. À, 3 năm 100%. Nguyên zin nguyên đấy à? Nguyên áp à? Ôi máy đấy 2k mà. Ui. Em cũng không biết ai phun bạc 2k. Gắn chiếc gắn sau. Thì trả là 2k mà. Ừ. Nguyên zin nguyên áp nguyên 100% pin à. 21 lần sạc. Bây giờ em bán cho anh 3.3 triệu. Em lấy 3 triệu còn 300 cho anh ép lại kính. 21 lần sạc trong ngày hôm nay. Máy 19 mới theo để đường qua đây tự sợ. Chả bao giờ con lấy tục pin chậm cực. Nó có 2.000 mà. Chuẩn bị tiền đây. Miliampe. Anh hôm nay bị anh Thắng dọa tiền tiêm phòng chó, tưởng bỏ không nuôi chó nữa luôn. Tiền tiêm phòng mắc quê đấy. Anh Thắng bảo ui em vừa đi tiêm 6 lít về anh ạ. À. Ui ôi thôi ôi. Phản hôn. Tiêm tất cả thì lại vui dại. Cần gì chó ở trong nhà chó đấy kia đúng không? Chó... không biết.
ngồi yêu chó đâu, đứng dậy đi. Rồi. Đang làm gì nữa, nó khi nhà chuẩn bị lau nhà. Đúng rồi. Mà đứt ai nhỉ? Mày anh đây anh. Chó. To thế. Trong đấy có một hiệp hội nuôi chó. Đương nhiên tháng trước mình quất chân 2 lần thì tháng này mẹ đéo phải quất chân nữa. Đúng. Sướng sướng sướng. Không phải quét đâu. Đúng rồi, có sân đâu mà quét. Nhưng mà đang nói chuyện nhà thì nó vẫn cay. Bọn em vẫn dọn nhà vệ sinh mà, vẫn quét lá xe mà. Không được đâu anh cứ chen nha. Không sao. Để tớ nha. Mình không làm được mình thuê. Đúng. Đúng. Nhưng mình lại làm được. Đúng. Quá giỏi. Quá giỏi. Có gì đỉnh thật chót. Chứ còn gì nữa. Đúng là giải cái việc đâu khác. Bắn phát 3 máy thì có ai đúng lại mua 2 máy thôi em mà ăn, em cứ em đéo nói gì thì vẫn bắn được, nói phát là nó ăn được xếp luôn. Đấy. Lại đổ lỗi ấy, quen nha, đổ lỗi thế thì quen nha, đưa anh nha. Không phải là cứ thích là rửa đỗ đâu nha. Từ lúc mình bắt chương anh, bắn gói 10 đầu tiên thì mình không bắn gói 10 đầu tiên. Bắn 20 thì đầu tiên. Khải quá. Hiệp hội nuôi chó trực nhật. Hiệp hội nuôi chó 823564. Anh đang ở một nơi không xa, nơi chẳng có khói của thành phố, một nơi 5, 6, 7, 20. Ui, làm phát cá rưỡi ạ, đỉnh thật. 10, 20, 40, 50 thì thích mẹ vào thằng này. Kéo dòng ở dưới lên, mà thích anh. Trời ơi. Chịu đi. Chơi chơi nhiều. Mình cứ ao thế nhỉ. Ôi, mẹ ơi, nhập bộ yêu chó rồi nè. Yêu chó gì vậy? Yêu chó hết mức như vậy. Không phải đèn đá phát là phải đi lâu lâu cho anh em đâu. Thế mới thể hiện ngày. Cả với ngày mới thể hiện một lần thôi. Dung cứ bẻ phờ lo ấy nhở? Phờ lo chứ. Hiệp hội yêu chó lo hết. Chó là bạn. Bạn là chó. Không phải tôi. Chó là bạn. Không phải tôi. Hả? Lúc ấy chưa luôn. Đâu, không biết đâu à. Mày không. Bạn bè đấy. Anh không biết đấy ạ, bây giờ xử vẫn chưa muộn đâu. Ở Hiền thì gặp anh cùng BT. Cái gì nhỉ? Kiểu đá đều chỗ hoặc gọi là gì? Đá đều chỗ tôi gọi là Hùng Dũng. Sông Âm. Sông Âm, Sông Âm. Anh thích như Sông Âm cùng BT không? Hả? Sốc lo. Như rồi. Mình cổ nước thế nào? Tôi chưa đụng cái nước luôn. Chó đái. Không phải nước đâu bạn ơi. Chó đái đấy. Chó đái không phải là chó đái. Bông rụt, bông rung. Chó đái đi rồi. Chó đái. Lên. Chó đái. Anh nhìn phát là hiểu vấn đề rồi cái gì.
hiểu vấn đề rồi gì? Khai quá liền. Đau lên nó khai. Trời ơi. Em cúng ơi. Anh em nói tí chứ nó không hay, anh em không tí đâu. Về thế nhỉ? Bắn còn sướng hơn ắt mới. Điên ắt mới bắn được 50. Đang đi, đang đi đi. Thường bắn được 50 sẽ bắt được khách bắt 50 nha. Đấy là mới thôi, tất cả đều mới thôi. Chứ cái loại em cũng mới thì lương ăn xem thì nó bổ hơn bắn được 50. Anh trai không nghe anh trai em nói à? Anh trai em ở một tầm cao mới rồi. Đứng hình từ chiều đến bây giờ là ở một cái tầm thế giới rồi. Ai? Anh trai Tuấn. Cái bên còn là cái đánh nhiều thế nhỉ? Đánh một lít nữa đã. Được 4 phát, không phải chèn. Kinh nghiệm trải nghiệm. Nếu anh đã thích thì em lên cho anh 3 con hàng cho xem nè. Đó. Lên ba con hàng cho anh lên sợ luôn nhiều. Đem đi. Nhớ. Từ mình lại quên nổ. Thế tôi mình sẽ đi xin mọi người. Thì không bị ăn lại nhé. Tôi lại lại quên không tiền ở đây rồi. Đó, trả thời thế mà. Này tám một không thấy con nào này. Ba phát này. Ba này. Rồi đang lên là 10. 10 này. 20 này. Vì anh nhớ mưa trên cỏ hay là mưa. Mưa trên đỉnh như là. Là 10 đúng không? Đúng rồi. Quân quân hôm nay cũng bắt đầu à đấy. Lên đi, lên rồi. À, thế khó thế, bắt đầu khó rồi đấy. Tại mấy con này nó sát xấu. Bốn người này. Không cho. Cứ lấy. Nghe nào, cái con sắc này. Ôi ôi. Số hàng 2 mới cho. Có chữ thật. Con heo đầu cùi này. Này, con này kiểu gì được 3 phát. 5 phát rồi, phát này phát thứ 6 này. Không đâm được, không đâm được cái nạc kia mà. Còn không buồn không ngay sao đi về nhà đấy thấy chưa cái lần hai lần rồi đừng bỏ anh nhìn ghê thế nhỉ chạy thật đấy bay lì 20 bắn được 60 ảo thật đấy hả cũ là 20 bây giờ bắn được 60 vẫn
30 rồi. Phát từ 30 rồi, phát từ 8 này. Mày chỉ phát thứ 8 của chúng tôi này. 8 nó được mà. Ôi dồi ôi. Con này của em cũng được 4 phát. Nhưng con nó sẽ xoay tím tím đấy, dễ được lắm nhé. Bởi vì nó hàng ngon. Giờ lúc mà ở đâu quay nó xoay mấy vòng này. Ở bên đấy thế mà. Ở bên Japan thế mà. Con mèo này nó chỉ cho bắn 2. Bắn thì kiểu nhưng mà dễ bắn. Bắn trắng hay gì. Bắn cả được con bấm 20 phát và đưa anh bấm 1 phát. Cái này em Tuấn này. Được. Chán. Cho bắn 5 đi. Kém. Bắn 2 bắn 5 gì. Mình cứ nên cộng lại cho mình tích nhất trong bên 50 này cho nó gọn không lại không nhỉ? Nên thế em nhỉ? Không. Nốt lần này anh tích lại từ dòng này xuống. Đồng Việt Nam gần đầu thì quân đã thật mạnh đáng luôn. Nên cả nàng đều không còn có thể địch nổi. Thực lực của vị hứa cô nương này. Hai người cùng phân biệt nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra nhiều ngạc. Nào đấy? Cô nương này mới 17 tuổi. Đấy anh. Hả? Lôi IP đấy. Chiều vừa sửa xong thì từ lại. Chiều anh cái kia cũng không được. Không bao giờ không được. Chiều làm sửa xong cãi. Chưa nhảy IP, nhìn IP vẫn chưa hiện trên kia cả. No internet. Gấp đôi rồi đấy. Gấp đôi cái cũ rồi đấy. Bà mẹ đi. Cho bắn 5 đi mà. Dỗi hay hả? Đang ở cấp độ cao như là tu vi của hắn cũng không thấp đánh bình 3 em vừa đọc Turan đúng không? Thế thì đọc trùng chuyện với anh rồi. Nghe cái tên là anh biết. Anh em ghi tên rồi xin đâu. Ghi ra có ca tôi biết gì không? Chắc chắn là đọc trùng chuyện với anh rồi. Xem ai nốt cái chuyện đi trước thì là có người đấy. Anh đọc chừng đấy là... Turan với Ovia đúng không? Chuyện đó là chuyện phế tích thế giới các thần đúng không? Ngay rồi. Bạn anh từ anh chiều nghe con Turan là anh biết cùng rồi. Thế chính tỏ là anh đây anh đọc qua cái đoạn đấy rồi. Là anh thắng đọc sau rồi. Đọc chưa bao nhiêu rồi? lên nói. Ok đấy, ngon đấy. Bắt đầu có mùi thơm rồi đấy. Sơ đẹp lắm em ơi. Hả? Anh vừa mới hết chương 1. Anh đến chương 21 rồi. Gần đến chương 22 rồi. Học xong. Rồi. Thôi không sao. Đấy, đuổi. Người thân nhau mà cũng chả là đúng không? Đúng rồi, đúng không? Đây trên mạng cùng đây. Thôi, vừa cười phát. Đứt luôn. Thân kia thân một chút. Tất cả bắt đầu thảo luận. Mình em cho xem được. Tồn trên hoang vạn. Ngoài bọn hắn là nghệ sĩ. Có nhiều người. Thôi, tham một vừa thôi. Thế thôi, để mà chơi khác làm được. Chơi khác khác nhau. Được lựa chọn cái ca. Thôi, em cũng cho xét. Khi kết hợp lại khá toàn diện. Trừ Diệp Thiên. Nhìn này. Không phải khoe đâu. Được 8 lần. Xem nào, 100
chẳng còn 85 mà. 20 còn 85. Chưa 13 gia vị. Mỗi người chỉ được mang theo hai vật sọ. Không, làm xong thanh toán. Em biết thế không? Đăng ký chưa 1 tỷ đây này, còn chưa thèm tiêu luôn. Chạy đi tiếp. Nó liên kết iCloud vào xem của nó là pay bằng Lô hay là cái gì. Mà app store. Như cái này lại một con mèo khác cơ. Con này là mèo khác á. Con này là mèo khác không phải. Ủa lại 19% đấy. Nó phần thanh toán của iCloud ấy, mà mình có phần liên kết với Momo ấy, liên kết là được. Hệ thống hành đứng trước toàn sắc. Đó, đặt tiền vào ID iCloud. Và tài khoản iCloud nó có phần thanh toán ấy, thanh toán là giao hàng ấy. Trong đấy nó có phương thức thanh toán ấy. Em lập mấy cây iCloud. Ôi tình yêu ngày xưa lắm con ơi, nhưng sâu tay biết phụ này tình yêu trong bởi ta và ai ngày đó mình gì lắm con ơi, trong tay nhớ một sương thôi nhưng là đó có là lời nói với anh hùng có một tình yêu tươi xanh. Vui vui con đường không
Ui, máy đỉnh nhà sờ vào phát nóng bỏng luôn. Trong nguồn không? Sách ba luôn. Không nhớ dùng cái số nào lại không mua. Bên mà giống một tổ điện thoại. Không. Ba số 1, ba số 0.
game đi anh muốn mỗi người được 6 con ấy. Cắt ở bên dưới chỗ anh Thông lấy chục con. Meet the beat. Anh ơi, tôi mèo dưới này hay quất nhiều lắm. Đi đem tâm tư rồi kế gieo tâm tư ngược lại, ngược lại.
chiến đấu hết nhiều cũ thì anh lại đi bắn nhiều người. Và thử có chỗ một cái núi xanh ở trên đấy, xong chỗ làm không? Khác được nhưng không thay được cái sao? Tao phải hát thử một con để xem. Check mail mail này. Mày được đi. Hai mốt anh Hùng ạ. Nhiều 21 hết rồi mà. Không hết đâu. Không ăn thì ăn lại nhiều thẻ đâu vậy. 21 mẹ ra. Bỏ ác cái chỗ với tôi mới xanh xem làm không. Ok. Bây giờ mới lốc. Ê, chỉ một hai con thôi, đừng phải hát nhiều. Con ấy không như em ít. Lên xe trời đổ cơn mưa cay gắt nước xua tan nỗi nhớ nếm lên phòng trà hát vang ngọt còn yêu anh nữa không.